Xin được chào quý vị và các bạn. Nếu như các bạn đang tìm cho mình một chiếc máy có màn hình rộng, hiển thị đẹp và cấu hình khủng, đặc biệt là một thời sử dụng pin cực kỳ trâu, thì Samsung Galaxy A9 Pro đang là sự lựa chọn số 1 dành cho bạn. Hiện tại thì ở trên thị trường chúng ta đang có những cái bản Galaxy A9 Pro sách tay và bản chính hãng. Và trong video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhìn lại những cái điểm mạnh và nổi bật nhất ở trên cái phiên bản Galaxy A9 Pro chính hãng. Và đây cũng chính là những cái lý do khiến bạn nên lựa chọn các sản phẩm này. Quay trở lại với các sản phẩm của chúng ta, thì điểm nổi bật và dễ nhận biết nhất ở trên cái sản phẩm này đó chính là một cái màn hình rộng tới 6 inch sử dụng cái màn hình là Super AMOLED với độ phân giải là Full HD. Độ rực rỡ và linh mắt của cái màn hình này thì không còn gì để bàn cãi cả. Và cái độ phân giải Full HD thì mình cũng nghĩ là vừa đủ để mang lại cho các bạn những cái trải nghiệm hình ảnh là tuyệt vời nhất mà không cần phải nâng cấp lên 2K làm gì cho nó tối pin cả. Và với một cái màn hình rộng và hiển thị đẹp như thế này thì các bạn sẽ có rất nhiều không gian để làm việc, giải trí, xem phim hay là chơi game. Điểm nổi bật thứ hai ở trên sản phẩm này đó là một cấu hình rất là mạnh mẽ. Chiếc máy này được trang bị một con chip mạnh mẽ nhất ở trong phân khúc tập trung, đó chính là con chip Qualcomm Snapdragon 652 với 4GB. Chính vì thế mà không có hiểu khi chiếc máy này cho một khả năng đa nhiệm rất là bá đạo. Và với một cấu hình mạnh mẽ như vậy thì chiếc máy này sẽ không ngán bất kỳ một tựa game hay là ứng dụng nặng nào cả. Các bạn hoàn toàn có thể yên tâm để sử dụng chiếc máy này. Và đây cũng chính là một lợi thế rất lớn khi mà so sánh chiếc máy này với những cái đối thủ cùng tầm khác. Thứ ba là thời lượng sử dụng pin, đây cũng là một cái điểm mà nổi bật nhất ở trên cái thiết bị này. Đó chính là một viên pin dung lượng lên tới 5000mAh cho cái thời gian on-screen liên tục lên khoảng hơn 10 tiếng. Và với cái thời gian sử dụng như thế thì các bạn có thể dùng chiếc máy này từ 2 đến 3 ngày với những người dùng cơ bản. Đây là một thời lượng sử dụng pin vô cùng là ấn tượng. Hơn nữa thì theo máy cũng có những công nghệ sạc nhanh là Quick Charge 2.0 giúp bạn có thể lấp đầy viên pin 5000mAh chỉ trong vòng khoảng 2,5 tiếng. Và lợi thế cuối cùng đến từ cái mức giá chính hãng của chúng tại Mobile. Đây là những chiếc máy mới 100% nguyên sủa còn chưa qua sử dụng, cũng chính là những chiếc máy đang được bán ra tại FP Shop hay là thế giới rộng. Tuy nhiên thì khi mua hàng từ Mobile nó chỉ có giá từ khoảng hơn 7,5 triệu đồng, sẽ tiết kiệm được cho các bạn tới gần 1,5 triệu đồng. Và đương nhiên rằng đối với những chiếc máy chính hãng thì bạn sẽ được bảo hành trên toàn quốc, phần mềm thì sẽ được hỗ trợ và cập nhật sớm nhất có thể và sẽ tương thích 100% với thị trường Việt Nam chúng ta. Và bạn cũng sẽ được hưởng những bộ quà tặng Galaxy rất là giá trị mà sẽ không có được khi mà bạn mua những cái bản sách tay. Tổng kết lại thì chúng ta đang có một cái chiếc máy mới 100% chính hãng với mức giá rất là hấp dẫn, tiết kiệm được cho các bạn tới gần 1,5 triệu đồng. Một chiếc máy có màn hình kích thước rất là lớn, hiển thị sống động và linh mắt, tha hồ cho các bạn chơi game, giải trí hay là xem phim. Một dung lượng pin cực khủng để các bạn có thể thoải mái quẩy với bạn bè từ 2 đến 3 ngày liên tục trong những cái chuyến đi chơi dài. Còn bây giờ thì rất cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi video và giúp mình một việc nhỏ nhỏ nữa là hãy like, share và đăng ký kênh YouTube của Mobile để nhận được thêm những video mới nhất ở trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.